cao, đặc biệt là sức khỏe nam giới. Tại hội thảo thì các nhà khoa học đã cùng nhau bàn luận để mà đưa ra các giải pháp ứng dụng y học cổ truyền theo hướng công nghệ cao. Một số chuyên gia cho rằng là để phát triển dược liệu và sản phẩm từ dược liệu cần phải triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp, hình thành một quy trình khép kín. Tại hội thảo thì Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam cũng chính thức ký kết chuyển giao công nghệ cho công ty Dược Phát Đạt để cho ra đời sản phẩm chất lượng, tận dụng và phát triển được thế mạnh dược liệu nước nhà. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực mạnh trong thế giới hiện đại cũng rất là quan trọng. Tôi cũng đã biết về bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã rất lâu rồi, rất ngưỡng mộ bác về cái công tác chuyên môn chủng nặng trong lĩnh vực đông nam dược. Đây là một trong những sản phẩm cho nam giới tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là nó mạnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nay tôi rất vui khi đến gặp bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, chia sẻ một buổi giao lưu rất là hữu ích cùng các chuyên gia đầu ngành, và tôi cảm thấy rằng thật sự ngạc nhiên trước cái phong độ thần thái của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, và lại còn càng khâm phục hơn nữa khi được biết rằng ông lấy vợ năm 79 tuổi và ông lại sinh con vào năm 80 tuổi. Khâm phục thực sự luôn. Trường Xuân Vương là một sản phẩm do bác sĩ Trọng cùng các chuyên gia đầu ngành của Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam nghiên cứu từ thảo dược lành tính, không gây tác dụng phụ, cải thiện sinh lực nam một cách bền vững. Theo một cái đường dài thì tôi sẽ đi theo Trường Xuân Vương để có thể tăng cường sinh lực cho mình, giúp cho một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng và tạo bớt đi cái áp lực công việc. Đặc biệt nữa là bí quyết có thể giữ được lửa hạnh phúc cho gia đình tôi. Phạc Ma Linh kết nối trực tiếp với doanh nghiệp để